Ở trước tôi có nói với quý vị, thanh tịnh tâm hiện tiền, tức là quý vị đã thức tỉnh. Thức tỉnh thì lục đạo không còn nữa, vì lục đạo này vốn không thật là giả, giống như một giấc mộng mà thôi. Tỉnh ngộ là thuộc thế giới nào? Tỉnh ngộ rồi là pháp giới của tự thành, vượt ra ngoài lục đạo, không còn lục đạo nữa. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, bốn pháp giới này sẽ hiện ra. Nhưng bốn pháp giới này vẫn còn ở trong mộng. Lục đạo là mộng trong các mộng. Điều này chúng ta không thể không biết. Không còn khởi tâm động niệm nữa thì mới là chân thật tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì mười pháp giới không còn. Mười pháp giới là giả, không phải thật. Từ đâu có mười pháp giới? Từ vọng niệm sanh khởi vậy. Đạo lý này rất thâm sâu, Kinh Hoa Nghiêm đã nói rõ ràng rồi. Điều này cũng như những gì thầy Phương Đông Mỹ nói, triết học tối cao, khoa học tối cao. Khoa học và triết học đều muốn giải quyết vấn đề này. Bây giờ khoa học đạt tới đỉnh cao, chúng ta rất bội phục. Khoa học và Phật Pháp càng ngày càng xích lại gần nhau. Từ từ, trong kinh Phật nói trong 3.000 năm trước, bây giờ khoa học đã chứng minh. Tuy đã chứng minh, nhưng với Phật Pháp vẫn còn cách một bậc. Đạo lý này trong kinh Phật nói rất rõ ràng. Giới khoa học và các nhà triết học trên thế gian, họ sử dụng tâm như thế nào? Họ dùng tâm phân biệt để nghiên cứu, dùng tâm chấp trước. Tâm phân biệt, chấp trước là mạt na thức, phân biệt là đệ lục ý thức. Trong tám thức, công năng của hai thức này rất lớn. Phạm vi hoạt động của nó vô cùng rộng. Trong kinh đã nói cho chúng ta biết, ý thức đối với bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới, ngày nay chúng ta gọi là thế giới vĩ mô. Đối bên trong có thể duyên đến A Lại Gia, đó là lượng tử lực học, vi mô thế giới. Hiện giờ khoa học đang đi trên hai loại cực đoan này. Hai cực đoan này trong kinh Phật đã nói rõ hơn so với các nhà khoa học. Giới khoa học đã duyên đến A Lại Gia, rất lợi hại, chúng ta không thể không khâm phục. Họ cho chúng ta biết trong vũ trụ chỉ có ba loại, ngoài ba loại này ra cái gì cũng không có. Ba loại đó là gì? Vật chất, năng lượng và thông tin. Ba loại này là tướng nhỏ nhiệm của A Lại Gia. Nghiệp tướng của A Lại Gia chính là năng lượng mà khoa học gia đề cập đến. Chuyển tướng của A Lại Gia chính là thông tin mà họ đã nói. Và cảnh giới tướng của A Lại Gia là vật chất mà họ từng nói. Tên tuy bất đồng nhưng sự việc lại giống nhau. 3.000 năm trước, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có công nghệ gì cả. Nhưng tại sao Ngài lại biết rõ ràng như vậy? Nhà khoa học phát hiện được ba loại này rất giỏi, nhưng ba loại này từ đâu mà có? Họ không nói được. Họ chỉ có thể nói ba loại này đột nhiên phát sinh, nhưng tìm không ra nguyên nhân. Trong kinh Phật nói nó có nguyên nhân. Điều này khoa học và triết học không thể giới tới. Tại sao vậy? Bởi vì vấn đề này phải dùng đến tâm thanh tịnh mới có thể quan sát được. Do đâu Đức Phật có thể biết? Nhà Phật tu thiền định, trong thiền định nếu đạt được trạng thái lắng động thâm sâu thì có thể thấy được. Bởi vì thiền định có thể đột phá rào cản của không gian.
cảnh giới hiện tiền tự mắt họ nhìn thấy được. Một tí cũng không giả dối. Quý vị tu thiền định đạt đến trình độ đó, quý vị cũng thấy được. Họ tu đạt đến trình độ như thế, họ cũng có thể thấy.